Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Nguyễn Văn Nghi thuộc phường 5 quận Gò Vấp, sát bên với ngã tư đường Nguyễn Văn Nghi và đường Phạm Văn Đồng nha quý vị. Ở khu vực này thì đi sân bay rất là gần, đi sân bay chỉ khoảng tầm 5 phút đồng hồ thôi. Một căn nhà đẹp với diện tích ngang 4m2, sâu vào 14m, thiết kế một trệt 2 lầu, sẽ có 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh, có sân thượng trước để giặt phơi đồ. Căn nhà giá bán chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi, hướng chính là hướng Tây Nam, Tây Tứ Trạch nha. Rất đẹp, rất sang, hẻm một xẹt của trục đường Nguyễn Văn Nghi, phường 5 Gò Vấp. Hẻm trước nhà là con hẻm rộng lên tới 4m và hẻm xe ba gác, xe 4 chỗ cũng vào được nha quý vị. Xe 4 chỗ cũng vào được, xe 4 chỗ thì có thể lùi vào và tiến ra được nha anh chị, không quay đầu được. Một căn nhà hẻm một xẹt sát với trục đường chính Nguyễn Văn Nghi thuộc phường 5 Gò Vấp. Ở đây thì chúng ta di chuyển ra khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Nghi và đường Phạm Văn Đồng rất là gần. Cái đoạn này gần với đường Lê Quang Định rồi nha. Nguyễn Văn Nghi và Lê Quang Định là một đường nha quý vị. Đấy, đoạn này là đoạn đầu của đường Nguyễn Văn Nghi, gần với đoạn cuối của đường Lê Quang Định nha anh chị. Căn nhà giá cực kỳ rẻ và hẻm một xẹt sát với đường chính Nguyễn Văn Nghi, phường 5 Gò Vấp. Với diện tích ngang 4m2, dài 14m, hướng chính là hướng Tây Nam, trệt 2 lầu, cực kỳ là mềm, chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Một căn nhà sát với quận Bình Thạnh nha anh chị, ở đây rất gần với quận Bình Thạnh, liền kề luôn, cách quận Bình Thạnh các khoảng tầm 200m thôi. Sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng sân dài được tầm 2m rưỡi, chúng ta đậu thoải mái tầm 5-6 cái xe máy phía ngoài. Và bên trong thì sẽ là một bộ cửa sắt kính cường lực. Đấy, nhà có sân xe máy đậu thoải mái nha quý vị. Hẻm trước nhà thì rộng được tầm 3m8 đến 4m gì đấy. Và di chuyển vào trong đây sẽ là không gian phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80, gạch Ấn Độ hết luôn nha. Và tường thì được sơn bóng, có rèm cửa, có sofa. Trên thì có trần thạch cao, đèn led và quạt trần. Nhà trang trí rất là đẹp, rất là sang theo phong cách nhà phố hiện đại. Giá bán chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi và giá vẫn còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà nằm liền kề với quận Bình Thạnh, cũng như là di chuyển sang Phú Nhuận và sân bay Tân Sơn Nhất rất là gần. Vị trí nằm ngay trục đường Phạm Nguyễn Văn Nghi sát với đường Phạm Văn Đồng nha anh chị. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp này, hãy alo trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng. Vị trí nằm sát bên Bình Thạnh nha anh chị. Khu vực trên này thì nhà giá nhà rất là cao, liền kề với phường 1 quận Gò Vấp. Đây phường 5, sát phường 1 nha. Cầu thang đúc rộng tầm 90, ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ sồi và lan can là sắt đặc nha quý vị. Phòng bếp thì được tặng lại bộ bàn ăn, tủ bếp gỗ An Cường, ốp gạch 80 luôn. Tường thì cũng được dán dán tường và sơn nước rất đẹp, rất sang theo phong cách nhà phố hiện đại, kiến trúc châu Âu, không có làm cầu kỳ nhiều, màu trắng là màu chủ đạo nha quý vị. Phía sau thì chúng ta sẽ có giếng trời và nhà vệ sinh. Đấy, toilet riêng. Một căn nhà siêu đẹp, siêu hoành tráng, 4m2 dài 14m. Giá tiền cực kỳ là mềm, rẻ. Chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng. Vị trí sát bên với quận Bình Thạnh, chỉ cách quận Bình Thạnh có 200m thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm hoặc muốn mua sở hữu căn nhà đẹp 2 lầu này, hãy alo trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng. Hẻm trước nhà thì hẻm một xẹt sát với trục đường chính, và xe hơi có thể đến cửa nhà. Di chuyển lên trên đây sẽ là khu vực lầu 1. Phòng ngủ được làm full phòng luôn, không có ban công, do vậy phòng rất là rộng. Phòng phía trước thì bố trí giường 2m kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi và đi sẵn đầu máy lạnh hết rồi. Có dán giấy tường, trang trí quạt treo tường, quạt trần đầy đủ. Cửa nhôm sinh pha, cửa lùa, rèm cửa có hết nha. Có lan can phía ngoài, không có ban công nha anh chị. Căn nhà làm tiết kiệm hết diện tích đất, giá có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào nếu mà thích, quan tâm, muốn mua căn nhà này nằm liền kề với Bình Thạnh này, hãy alo trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng nha. Khu vực này thì nhà rất là hiếm nha anh chị. Và ở trên đây thì đi lại rất là gần, đi lại gần, Bình Thạnh, Phú Nhuận rất là gần luôn. Toilet riêng,
bồn cầu khối, vòi sen thuyền, vòi inox, có lavabo rửa tay, gạch ốp cao lên đụng trần luôn. Nhà xây mới. Phía sau này sẽ là không gian phòng ngủ số 2 nha quý vị. Phòng ngủ số 2 ở đây thì chúng ta có giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo, quạt trần và chưa có bỏ máy lạnh nha. Phòng rất rộng, rất thoáng. Toilet riêng từng phòng, nhà sẽ được bố trí 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Chúng ta có sân thượng trước và sau này thì anh chị có thể làm thêm phòng thờ được. Đấy. Thiết kế rất đẹp, rất sang rồi. Giá rẻ chỉ có 5 tỷ 800 triệu thôi. Vị trí hẻm một xẹt sát đường chính Nguyễn Văn Nghi, phường 5 Gò Vấp và sát bên với ngã tư đường Nguyễn Văn Nghi và đường Phạm Văn Đồng. Di chuyển lên trên đây, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2 phòng ngủ số 3 nha quý vị. Phòng ngủ này thì cũng giống như phòng số 2 bên dưới, cũng có tủ quần áo và toilet riêng, giường nệm, quạt trần, cửa sổ bên hông, không có máy lạnh nha quý vị. Căn nhà giá rất thơm, rất ngon, bố rẻ, vị trí gần, đi lại tiện. Ra đường trước sẽ là khoảng sân thượng. Sân thượng nhà này làm cực kỳ lớn nha. Anh chị có thể bố trí thêm phòng thờ phía ngoài này được. Sân thượng rất là lớn, rất là rộng. Đấy. Chị có thể bố trí thêm phòng thờ ở đây được. Trồng cây xanh, ốp gạch sạch sẽ hết rồi. Trên có làm khung sắt. Chúng ta có thể làm thêm phòng thờ ở đây được nha quý vị. Trên thì có máy nước nóng, năng lượng mặt trời, bình nước 1000 lít đầy đủ. Có thể làm phòng thờ ở đây thoải mái nha. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.